Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Đáng chú ý tại quy định mới này là mức vay tối đa của một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100 triệu đồng. Theo quy định mới, thì tổng dư nợ cho vay tiêu dùng với một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100 triệu đồng. Tiền vay chủ yếu dùng cho các hoạt động như là mua xe, đồ dùng gia đình, chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, sửa chữa nhà mức tổng cho vay 100 triệu đồng không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ô tô và sử dụng ô tô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật. Quy định về số tiền vay tối đa chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 tới.